là nó cứ luẩn quẩn, nó làm cho mình gọi là đen. Chị nói thầy những cái năm về ngày xưa có vợ thật, nhưng gái nó vẫn cứ theo ba đúng rồi, nó đúng theo, nó chứ, theo đẳng vậy chứ vẻ nó cứ theo đẳng, nó cứ theo đẳng mình. Nó theo đẳng rồi nó thích thì mình bỏ, không bỏ được rồi lại cứ này gọi là theo. Đến lúc mà bây giờ bực một phát, có những đứa nó chửi thật là mình, nó bảo là ông này thì mà mặt mũi vậy mà cái tâm địa cứ chẳng nhạt cái gì, bởi vì không mình bỏ hết luôn, làm cho nó ăn quen rồi bỏ bây giờ hết. Cắt khẩu phần nó này nó thế thì là phản phụ bỏ hết rồi cái mình biết được lỗi mình thì mình phải sửa lại chứ, thế thì bỏ cái tàn dâm là nguy hiểm mà tại đấy đại ý.